Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe cùng IDC Live được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Live. Thúy Minh rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay để cùng đi tìm hiểu căn bệnh vô sinh hiếm muộn. Mến, hiện nay vô sinh hiếm muộn là một trong những vấn đề rất phổ biến trong cuộc sống. Nhưng để hiểu đúng về vấn đề này và có những cái phương pháp giải quyết phù hợp và khoa học thì không phải ai cũng biết. Chính vì vậy ngày hôm nay chương trình Sống khỏe cùng IDC Life đã mời đến trường quay bác sĩ Phạm Thành Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn, hiện đang là giám đốc phòng khám FA Clinic, sẽ có những chia sẻ thú vị về vấn đề này. Vâng, xin chào bác sĩ Phạm Thành Sơn ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời mời của chương trình và có mặt tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn MC Thúy Miền và chương trình rất nhiều. Vâng, và tuần vừa rồi thì chương trình có nhận được rất nhiều các câu hỏi xoay quanh vấn đề vô sinh hiếm muộn, và trong đó thì có câu hỏi của bạn Thanh Loan sống tại Hoa Lư, Ninh Bình, có câu hỏi gửi tới chương trình như sau: tôi năm nay 32 tuổi, đã có một con, hiện tại kinh nguyệt của tôi không được đều, tháng có tháng không, thậm chí đến 3 tháng mới có một lần. Vợ chồng tôi muốn có con 3 năm nay mà chưa được. Chồng tôi thì sức khỏe hoàn toàn bình thường, và cho tôi hỏi là kinh nguyệt không đều thì có ảnh hưởng đến việc có con hiện tại của vợ chồng tôi hay không? Vâng, và bác sĩ có thể đưa ra một vài cái nhận định của mình về cái tình trạng hiện tại của bạn Thanh Loan được không ạ? Cảm ơn bạn Thanh Loan đã gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì trường hợp của bạn Thanh Loan là lấy chồng 3 năm và chưa có con. Đấy, thì cái tình trạng của bạn đang gặp phải đó chính là cái tình trạng rối loạn kinh nguyệt thưa dài, đúng không? Và đây là một cái câu hỏi rất thường gặp. Đấy, gặp rất nhiều trong các cái chương trình về vô sinh hiếm muộn, bởi vì đây là một cái nguyên nhân chính gây ra cái tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện tại. Vậy thì đối với căn bệnh rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới này thì có những cái nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng này thưa bác sĩ? Một số cái nguyên nhân về khách quan chúng ta hay gặp đó đấy, có thể thì chúng ta thay đổi về lối sống của người phụ nữ. Đấy, bây giờ thì đôi khi chúng ta uống bia rượu rồi lạm dụng được uống cà phê quá nhiều, vân vân, nó cũng làm thay đổi cái hormone, hoặc là gì tình trạng chúng ta ăn quá nhiều các chất đồ hộp rồi gây ra những cái hiện tượng là thừa cân béo phì, nó sẽ cũng làm thay đổi cái nội tiết của người phụ nữ, thì cũng gây ra cái hiện tượng về rối loạn kinh nguyệt. Đấy, và đặc biệt khi mà chúng ta quá căng thẳng, lo stress, áp lực của cuộc sống nhiều, áp lực ví dụ việc phía gia đình khi mà mong con hiếm muộn đã lo lắng rồi, mọi người đã còn dục thêm nữa thì nó gây ra cái stress và đôi khi nó không thành kinh nữa, hoặc là thì gây ra cái hiện tượng rối loạn kinh nguyệt. Có thể thấy là môi trường sống cũng ảnh hưởng một phần nào đấy đến tình trạng rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới, đúng không ạ? Chúng ta vẫn nên là sống khoa học hơn, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì đối với trường hợp của chị Thanh Loan thì tình trạng bệnh của chị đã ở mức nào rồi, và nó có ảnh hưởng gì đến việc mà 3 năm nay vợ chồng của chị vẫn chưa có cái tin vui trong cuộc sống gia đình hay không ạ? Về trường hợp của chị Thanh Loan thì 3 năm rồi chưa có con, thì định nghĩa về vô sinh có nghĩa là gì? Là hai vợ chồng nhưng mà sống cùng nhau liên tục trong vòng 12 tháng, quan hệ bình thường mà không sử dụng bất kỳ biện pháp mà tránh thai nào, không con thì được là vô sinh. Thì hiện tại là của chị Thanh Loan cũng được gọi là vô sinh rồi, và để mà khám về vô sinh thì tốt nhất chúng ta nên đi khám cả vợ cả chồng. Ngoài những nguyên nhân của người phụ nữ ra thì nam giới cũng gặp rất là nhiều vấn đề, mà gần như là chiếm 50% các nguyên nhân gây ra vô sinh hiếm muộn. Khi mà chúng ta nhận ra là mình có cái dấu hiệu khác lạ về sức khỏe, ví dụ như là tình trạng mà kinh nguyệt không đều của chị Thanh Loan, thì chúng ta nên đến cơ sở y tế để được có thể thăm khám và chẩn đoán bệnh một cách chính xác nhất, đúng không ạ? Vâng, vậy bác sĩ có thể đưa ra một lời khuyên nào đó dành cho bạn Thanh Loan để có thể sớm giải quyết được cái vấn đề của mình, cũng như là sớm tìm được cái tin vui trong gia đình hay không ạ? Trường hợp của chị Thanh Loan thì đầu tiên thì mình vẫn khuyên là hai vợ chồng nên đi khám tổng quát trước. Đấy, ví dụ như chị Thanh Loan có thể đi khám vào ngày thứ 2
của ngày có kinh để chúng ta xét nghiệm vào những nội tiết như là FSH, LH hoặc là estrogen vân vân để mà chồng thì đi xét nghiệm tinh dịch đồ. Qua đó thì chúng ta nếu hai vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có thể dùng thêm một số những cái liệu trình, cái sản phẩm nó hỗ trợ tăng cái khả năng nó sinh con, ví dụ như là thì một số cái sản phẩm có hàm lượng myoinositol cao để hỗ trợ những cái buồng trứng nó có những năng lượng trưởng thành tốt, hoặc là các sản phẩm có các hoạt chất là lycopene để hỗ trợ cho tinh trùng khỏe hơn nữa, để tăng cái tỷ lệ có con tự nhiên. Và trường hợp nếu sau 3 đến 6 tháng chúng ta hỗ trợ mà không có được tự nhiên thì chúng ta sẽ nghĩ đến các phương pháp tự nhiên tạo, ví dụ như là bơm tinh trùng vào vùng tử cung hoặc là thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm. Thì bây giờ hiện tại khoa học rất là phát triển, các bệnh viện, các trung tâm về hỗ trợ sinh sản cũng có rất là nhiều, thì chúng ta có thể đến đó chúng ta làm một thủ thuật. Xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ về chuyên môn cũng như là cái thông tin về căn bệnh khi mình không đều nữ giới rất là hữu ích cho khán giả của chương trình vừa rồi. Vâng, và hy vọng qua những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thành Sơn vừa rồi thì khán giả của chương trình cũng như là bạn Thanh Hoan đã có thêm cho mình những cái kiến thức quý báu về căn bệnh rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới để mình có thể đề phòng được bệnh cũng như là có những cái phương pháp chữa trị bệnh hiệu quả và khoa học nhất. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây cũng xin được phép khép lại. Và một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Phạm Thành Sơn với những cái chia sẻ chuyên môn rất là hữu ích vừa rồi. Vâng, cảm ơn chương trình và chào tất cả quý vị khán giả đang chương trình xem chương trình IDC Life. Vâng, và nếu quý vị muốn có thêm nhiều thông tin sức khỏe hữu ích nữa thì hãy nhớ theo dõi chương trình vào khung giờ 20 giờ hàng ngày. Nhớ nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.